Nói cho cha, kẻ bắt con làm việc đang ở đâu vậy? Để cha bắt hắn, sau này nhà xí của cả Đông Hải đều do hắn lo liệu cả. Thủy Long Ngân, cha đừng làm loạn. Thủy Long Ngân, Long Dương, Long Nhi, muội từ khi nào, ở đâu, làm sao học được Thủy Long Ngân vậy? Đây là thần thông thất truyền đã lâu của Long tộc chúng ta. Không được, hai người không được đi làm phiền niệm phàm ca ca. Long Nhi, không hổ là con gái của cha, thiệt là thiên phú dị bẩm. Cha còn sống hả? Lần đầu tiên sử dụng Thủy Long Ngân thì có uy lực lớn như này. Ha! Xem ra là ở bên ngoài chịu khổ quá nhiều, bị ép trưởng thành. Con yên tâm, người bắt nạt con, cha nhất định sẽ không tha cho hắn đâu. Cha tại sao không chịu nghe chứ? Cha, ca ca, hai người nếm thử số hoa quả này thì sẽ biết. Hoa quả sao? Đây đều là bảo bối, con làm việc cả ngày mới có thể ăn được một quả táo và một quả quýt. Cả một ngày hả? Chỉ có thể ăn một quả táo và một quả quýt sao? Lừa đảo như này, không những thuê lao động di động, còn chỉ phát một chút thù lao như này, được mức lương tiêu chuẩn thấp nhất không vậy? Cha thấy vẫn nên dùng nước dịp hắn. Vậy nên mới nói không được làm phiền niệm phàm ca ca. Thủy Long Ngân, không bấy ca bằng mình. Long Nhi, cha nghe, cha nghe, dừng phun nước nữa. Ngay từ đầu như vậy không phải tốt rồi hay sao? Tại sao lại là mình? Vậy Long Nhi nói cho cha biết, vị niệm phàm ca ca này là ai vậy? Cha nếm thử một miếng thì sẽ biết thôi. Đây là... Wow! Cha! Cha! Lẽ nào phụ hoàng là gì đối với hợp diễn kịch với thức muội? Kinh nghiệp quá rồi, có lẽ đây chính là tình yêu của cha. Bẩm báo Long Dương, một dạng binh tôm đã tập kết xong rồi. Xin Lâm Dương và Thái tử hạ lệnh cùng nhau trừng trị tên ác ôn bắt nạt công chúa. Tốt, quá tốt luôn. Ta đích thân đi. Lo cái tên không có mắt chú đa. To gan. Cười đâu? Chối đều đưa lại đi. Lôi xung quanh 100 gậy. Tại sao? Phụ hoàng, lẽ nào người không có tình yêu của cha dành cho con sao? Lâm Nhi, số hoa quả này là thực sự là... Vậy như phàm ca ca nó cho sao? Cha tin hay không thì tùy vậy. Số hoa quả này ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Cho dù ở thời kỳ viễn cổ, muốn ăn một quả cũng sẽ rất hiếm. Ở trong thiên địa hiện nay, vậy mà còn có thể xuất hiện. Điều quan trọng hơn là không tiếc tặng cho người khác. Triệu bà bối, con làm việc thì có thể có được loại Thủy Long này sao? Dừng. Còn tỷ người không? Để ca ca của con cũng đi ha. Nó cũng không có ưu điểm gì khác, chỉ giỏi làm việc thôi. Còn cái cha nữa, cha thiệt ra cũng không thiếu. Đừng không. Đừng giữ sắc nữa. Đáng tiếc. Nếu đã như vậy, chỉ có thể trông mong một mình con nắm chắc cơ duyên to lớn này rồi.
Cha chuẩn bị làm gì chứ? Cao nhân kêu con làm việc là đang ma luyện con. Hôm nay con đừng đi nữa, cha phải cố gắng huấn luyện con. Làm việc nhà nhất định phải thành thạo, yêu cầu đối với sức lực phải hoàn mỹ. Nhìn, giống như cha đây này. Không cần, cao nhân đã sắp xếp người dạy con rồi. Ồ, lẽ nào Thủy Long Ngân cũng là cao nhân dạy con sao? Không phải. Đây là một bí mật rất lớn, con đã đồng ý phải giữ kín như bưng. Con gái ngoan, cha bảo đảm không nói cho người khác. Đã nói rồi, đừng giữ sắc. Được rồi, thiệt ra con... Cái gì? Lòng gì? Con nói nhỏ quá. Bà la bà la bà la. Vẫn không nghe thấy. Con ở hậu viện của cao nhân gặp được tổ tiên của chúng ta. Cái gì? Tổ tiên? Tổ tiên của Long tộc chúng ta sao?